Bữa nay mình sẽ hướng dẫn mọi người riêng cho những người chụp ảnh nhá. Đó chính là thao tác cầm máy khi mà chúng ta chụp ảnh. Thì cái nút quan trọng nhất ở trên body đó chính là nút chụp ảnh, đúng không ạ? Tất cả các máy đều thiết kế nó nằm ở phía bên phải và chúng ta dùng ngón trỏ để chúng ta ấn vào nút chụp ảnh. Đây, cái nút to nhất đây này. Mọi người nhìn thấy chưa? Nhìn rõ chưa? Chúng ta sẽ cầm là cái báng cầm này, mọi người sẽ dùng ba ngón dưới, chúng ta bám vào đây, ôm vào, ngón trỏ chúng ta tự do bấm vào nút chụp, và ngón cái thì chúng ta sẽ cầm ở phía bên này, có nút AF on và nút xoay xoay này, thì ngón cái chúng ta có thể xoay các thông số ở đây, chấm nét để chúng ta chụp. Ngón trỏ chúng ta sẽ ấn nửa cò, nó sẽ có tiếng tít tít, tức là nó báo là lấy nét đấy. Nếu mà chúng ta ấn nửa cò nó sẽ báo này. Mình cho mọi người nghe. Đấy, nó báo tít tít, đó là lấy nét. Còn nếu mà chúng ta ấn lực mạnh hơn, lực full thì nó sẽ có tiếng tạch. Và lúc đấy là máy đã chụp ảnh nhá. Đấy, có tiếng tạch, đấy là ra ảnh vào máy rồi. Còn tay trái thì chúng ta sẽ cầm như thế nào? Thì tay trái chúng ta sẽ ngửa ra như này và chúng ta đặt ở bệ dưới của camera. Ngón như mình thường mình khuyên các bạn đó là chúng ta sẽ không đặt tay vào cái vòng mà lấy nét, mà chúng ta chỉ đặt tay vào cái vòng xoay tiêu cự hoặc là vòng xoay về khẩu độ. Đấy, vòng xoay khẩu độ trên một số cái len khác, len của Sony thì nó sẽ có vòng xoay khẩu độ. Ở đây chúng ta sẽ tránh đặt tay vào vòng xoay lấy nét này, tại vì một số cái len cũ nếu mà chúng ta trong lúc chụp chúng ta xoay nhầm cái này, trong khi chúng ta đang để chế độ AF đây ạ, đây là chế độ AF, chúng ta lỡ mà chúng ta xoay vào cái vòng lấy nét này trong lúc để chế độ AF thì cái len này nó sẽ bị đứt cái motor ở trong, nó sẽ ảnh hưởng và làm cho cái ống kính hoạt động không tốt. Thì chúng ta sẽ đặt như thế này là đẹp nhất. Đấy, mình sẽ dùng ngón cái và ngón thứ ba để xoay. Mọi người thấy cái ống kính thụt ra, thòi ra, thụt vào chưa ạ? Để xoay tiêu cự nhá. Rồi, chúng ta đặt các ngón tay còn lại vào cái bệ ở dưới camera. Thì lúc này tay trái chúng ta sẽ cầm cái máy thật là vững. Nó sẽ là một cái tripod, cái chân máy vững vàng cho chúng ta chụp ảnh. Còn tay phải thì chúng ta sẽ chỉnh thông số, giữ báng cầm và đến khi nào chúng ta chụp thì chúng ta ấn quyết đoán. Tại một số cái máy microLED thì chúng ta sẽ dùng cái hình ảnh ở trên màn hình để chúng ta chụp. Thì có thể là mình sẽ lấy nét bằng cách như này. Mình ấn nét trên màn hình, sau đó mình cầm, ấn nét trên màn hình xong cầm. Đấy, bình thường mình sẽ ấn làm như này mọi người ạ. Lấy nét trên màn hình, chụp. Hoặc chúng ta đỡ máy như này này, để ngón cái ở đây. Ấn chụp. Nếu mà cần nhanh, cần không thì mình sẽ như thế này. Chụp. Đấy, chụp. Còn trên một số máy DSLR đời cũ, ví dụ như chiếc máy này đi. Nếu một cái tip nữa, nếu mà mọi người có dây sẵn thì mọi người cũng nên quàng vào cổ nhá. Để như thế thì nếu mà chúng ta chụp ở một số định dạng như này thì máy sẽ vững hơn. Mình sẽ bật lên này. Và chúng ta ghé mắt vào iViewer. Ở đây, Viewfinder ạ. Nhìn qua đây thì hình ảnh đã cực kỳ đẹp rồi. Và chúng ta có thể tập trung nhìn vào đây, chúng ta ấn chụp. Đấy, vẫn như thế nha mọi người. Đây là vòng lấy nét thì chúng ta không sờ vào. Chúng ta cầm này, cầm rộng tay ra và giữ chắc tay, để cho tay phải chúng ta có thể điều chỉnh thông số một cách linh hoạt. Tay phải mình sẽ phải luôn điều chỉnh thông số rồi. Điều chỉnh thông số rồi, một cách linh hoạt. Đấy, và sau đó chúng ta ấn chụp.
Một cái tip nữa đấy là trên các hệ máy Canon mà mình thường xuyên sử dụng, đó là mình sẽ thường xuyên dùng cái ngón tay cái này này, ấn vào nút AF on. Ấn vào nút AF on để nó có thể giữ nét, nó lấy nét này, nó thay cho cái việc ấn nửa cò. Khi nghe tiếng này rồi thì mình bắt đầu mình căn hình, nghiêng hình đi để mình lấy bố cục và mình chụp. Ví dụ nhá mọi người nhá, thao tác nó sẽ là như này này. Đầu tiên này, ấn vào đây, nghe tiếng kít rồi. Khi tít rồi nhá, mình khẽ lắc máy sang bên phải hoặc bên trái để mình căn bố cục nó đẹp. Xong rồi, bây giờ mình mới ấn vào cái nút chụp này. Đó, mình làm lại một lần nữa nhá. Nghe không? Rồi, mình ngắm vào đây rồi. Ấn vào AF on. Giữ nút AF on. Xoay nhẹ máy để lấy bố cục. Và bây giờ mình mới chụp. Đấy. Thì đấy là cái tip của mình khi mà mình chụp trên những chiếc máy DSLR cũ. Còn trên những chiếc máy mà microRed mà công nghệ mới bây giờ thì nó quá dễ rồi các bạn ạ. Gần như là cái việc bố cục của mình ấy thì mình chỉ ấn chấm ở đây. Sau đó thì để đảm bảo nó nét thì mình cũng ấn vào nút AF on để nó giữ nét vào cái điểm đấy, sau đó thì mình ấn chụp để lấy cái đúng cái khoảnh khắc mà mình mong muốn. Và đấy là thao tác chụp rất là cơ bản. Hy vọng mọi người sẽ thực hành tốt và có những bức ảnh thật là nét.